thuyền trưởng đội tuyển Brazil tin rằng Coutinho sẽ cải thiện được phong độ và tiến bộ hơn với những nỗ lực châm áo của đội tuyển Brazil tại Copa America. Ngôi sao 27 tuổi chuyển sang khoác áo cho đội bóng chủ sân Đô Cầm với một bản hợp đồng bom tấn trị giá 120 triệu euro. Anh được người hâm mộ mong chờ sẽ là người kế thừa hoàn hảo sau sự ra đi của Neymar, khi người đồng hương của anh đã quyết định chuyển sang đội quân cho Paris Saint-Germain để phát triển sự nghiệp riêng của mình. Sau 6 năm cống hiến cho áo của lưỡi đằng đỏ, không thể cùng đội bóng gặt hái được những thành công to lớn, Coutinho đã quyết định nhấc áo ra đi để tìm kiếm danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào đều mong muốn có được, đó là chiếc cúp vô địch Champions League. Sau khi đặt chân đến Nou Camp, Coutinho đã có những bước đầu thành công dưới áo của cả công lược xứ Catalan. Ngôi sao Brazil đã có được 8 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trong 18 trận đấu đầu tiên của anh. Tuy nhiên, Coutinho đã gặp phải rất nhiều khó khăn sau những chiến tích đầu tiên của mình. Anh đã phải thi đấu ở một vị trí thực sự không quen thuộc với mình, chật vật với lối chơi của toàn đội, những khó khăn khi chưa hòa nhập với lối đá ở La Liga, đánh mất phong độ và khả năng săn bàn đáng sợ như thời ở Liverpool. Kết thúc mùa giải 2018-2019, Coutinho chỉ có được 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo ở La Liga, 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở Champions League. Những khó khăn đã khiến Coutinho đánh mất vị trí của mình vào tay đồng đội Ousmane Dembele. Kể cả khi được trở lại thi đấu sau người đồng đội Dembele bị chấn thương, sự nỗ lực và động lực cố gắng thể hiện của anh vẫn không được người hâm mộ đồng viên, mà thay vào đó là những lời chỉ trích gay gắt, đặc biệt là sau trận thua tan nát của Barcelona trước đội bóng cũ Liverpool ở trận bán kết Champions League. Coutinho thừa nhận rằng anh đã nhận được sự ủng hộ từ ban huấn luyện. Coutinho có những đề xuất và mong muốn trong lối chơi để được cải thiện hơn. Tuy nhiên, Coutinho vẫn không thể đáp ứng được kỳ vọng từ ban chuyên môn và người hâm mộ. Tôi đã không có được một mùa giải tốt. Màn trình diễn của tôi quả thật là rất kém cỏi. Phải nói là đã tệ hơn rất nhiều so với những gì tôi đã mong đợi. Cách duy nhất là cải thiện và nỗ lực để có được sự tự tin thông qua việc luyện tập chăm chỉ, và tôi đã cố gắng hết sức cho điều đó. Thuyền trưởng của tuyển Brazil là Tite đã có những lời động viên cho cầu thủ của mình trước thềm Copa America. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ tìm cách cải thiện được những điều đó trong thời gian sớm nhất, vì tôi biết khả năng của Coutinho là như thế nào và cậu ấy là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Brazil tại Copa America. Brazil đã có 8 chiếc vô địch trong khu vực tính từ trước đến nay. Nhiệm vụ lấy lại vinh quang cho đội chủ nhà đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khi ngôi sao lớn nhất là Neymar vừa dính phải chấn thương mắt cá chân trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Qatar. Coutinho là một trong những cầu thủ được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giúp Selecao khẳng định lại ngôi vị số 1 của mình trong khu vực. Brazil vừa được chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Honduras trong chiến đấu của mình vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Ngôi sao 27 tuổi đã không chiến đấu thành công. Anh ghi được một bàn và một kiến tạo cho Thiago Silva sau trận đấu, cũng như là chiến thắng 2-0 trước Qatar trước đó. Thiago Silva đã dành những lời khen ngợi dành cho người đồng đội của mình. Cậu ấy là cầu thủ thi đấu hay nhất trên sân, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc. Với màn trình diễn ấn tượng và rất tốt ở giải đấu mùa hè cùng với đội tuyển Brazil, tương lai của Coutinho tại Barca sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian sắp tới.